Hay là khám trước nhá. Khám trước thôi được. Con cháu mình. Quen, quen thì... Lát đi về nhà đi, tiền không lấy về đâu. Đi bây giờ cứ lấy được tí tiền á. Đi về nhà lấy. Ở trên nhà phải vẫn vậy nhá. Có chưa chưa? Đảm bảo cho bác chú mày. Tạng nghĩa tao mà đùa ra thật chút theo đi à. Thế em cầm lại mấy triệu chứ lúc nào để em đưa nốt nữa. Nhớ đâu khỏi chửi đâu. Nhà cháu thôi. Đảm bảo cho bác chú mà. Ờ, có một cặp ngựa đã bị được chốt đơn rồi các bạn. Không biết là mấy triệu. Cả cặp này, một con này con này. Cả cặp này năm mấy cô? 6 mấy. À 6 mấy. 65 ra ngựa đi. Rồi, phân sẽ nghỉ thác sĩ bây giờ phân. Con này đang có chửa nhé các bạn nhé. Hình như 65 anh các bạn ạ. Cả hai con này con này. Nếu thằng nào không bán như bố là chiều thì chẳng nghĩa là anh em không để được nhau. À, chỉ gửi xe lên là... Hả? Ờ, thế là... Để đâu? Sau thì không mày đi lấy nhà lấy tiền. Mà cháu mình đang giả. Hả? Mà là nhà cháu rồi mà. Anh quên đi ô tô hay là gửi ô tô bé. Mày đi đâu rồi? Bố mới đi bộ rồi. Mày chết à? Mày chết à? Mẹ đi bố. Mày lao. Tắt đồng pháp rồi mày lao. Để mua à? Bắt theo tí rồi. Hả? Để cảm ơn. Thế cho thật theo con này. Đi với bố là theo đi. Đi về đi. Đi Hà Nội. Mày nói chuyện với bố mày không? Anh mới gửi ô tô, mày có thể tham ô tô có. Ồ, vẫn dép rồi, dép rơi rồi. Nếu mà gửi ô tô mày thì không thể chơi với chửi cầm mấy chỗ này. Con này có sắt để đi nữa rồi, mố nó là to rồi. Nhỏ về còn chú mà không tốt rồi. Sáng phát đầu thôi. Nếu mà nó không để em rất giả lại nhá. Ok, bắt tay ngay. Để con biết kêu nghề con chờ nó chứ. Nếu đẻ thì làm bữa rượu. Sao mà? Bắt tay lên luôn. Từ giờ đến Tết thì... Từ giờ đến Tết là giá đấy để quay lại và giá vào đây. Cái này là 65 đúng không? Cho thêm 3 triệu trước thôi để lại 1 triệu không giả. Nha. Nhưng mà nó để cho thêm tiền. Ờ, cặp này 65 triệu các bạn. Mua giá 68 triệu thôi. Mà không để tao mua 68 triệu à. Mang một cái đi, một cái một. Thế bây giờ là nhưng mà chất giá thì tôi là 68 triệu. Mi cả, đi hỏi cái xe xem nào. Mẹ mà cô đi lấy tiền. Ừ, có xe thì gửi xe đi còn ai. Con này cưới đi tốt. Ok các bạn nhá, cặp này chốt với 65 triệu và con mẹ thì đang có bầu nhá các bạn nhá. Đấy con mẹ à, con to to này. Đấy, con cái này đang có bầu nhá. Bụng khá là to các bạn. 65 triệu chốt. Đây là con ngựa của cô này sao này các bạn ạ? Rất mềm hả cô? À, con này đòi bao nhiêu ạ? 29 triệu. 29 triệu. À, cô rất mềm nha các bạn nhé, chưa bán được. Con ngựa này thì về độ béo của nó thì nó chưa đạt đỉnh các bạn. Nhưng mà cũng được đấy các bạn, 29 triệu. Chắc là có người trả tầm 25, 26 cho cô chưa bán các bạn. Đấy, cô dắt về rồi các bạn nhé. Đấy, chợ chúng ta bây giờ tan rồi. Mình nghĩ là trong vòng nửa tiếng thôi là chợ vắng tanh rồi các bạn. Đây có một số người Tây các bạn đang đi xem và chụp ảnh. Đấy, mùa hè rất là nắng, mình thì đen sắp chết các bạn, họ thì cởi trần.
mặc áo phông đi trời láng. À, khí hậu ở bên đấy nó khác các bạn. Kìa có một số bạn à đi quay video các bạn ơi. Thi nhau đi quay video ngựa. Con này đang chuẩn bị nó đá mình ấy anh em. Mình đang đứng gần nó các bạn, nó đang rình rình. Đây con ngựa đực nha các bạn nhé. Không con đực không lấy đây. Thì đa số bây giờ là chợ trâu bắt đầu tan này các bạn. Trâu thì hết rồi nhá. Thì còn lác đác số ít thôi. Đấy, ngựa thì còn rất là nhiều. Con đen này các bạn này, con đen này này. Con đen này đang báo giá là 29 này. Còn con bên cạnh là 38 triệu này. Đấy. Cái con trước mặt của chúng ta này 38 triệu này. Còn cái con này thì đang báo giá là 29 triệu. Nó cũng cho vào mẹ con cho người mẹ đó. Đang đợi đứa con gái đó. Giá nó nóng rồi nó đỡ nóng. Em dắt lên xe luôn nhá nhá. Rồi cứ dắt đi không sợ đâu mà. Ôi trời ơi, sợ là hiền mà. Anh còn đi lấy tiền rồi ấy kìa. Nhà đi lấy sự gì. Có ông bắt này nên mày không phải lo. Anh đi lấy tiền rồi. Rồi ông bắt này có gì mà anh vào nhà uống rượu thường không ạ? Một tí ấy. Ông bắt này uống hay đi rượu bảo. Ôi cái này chẳng có biết đâu này. Cho bạn thôi. Không lấy tiền này cũng lấy tiền. Anh lấy tiền này. Con đấy đã hai con đấy như đầu video ấy, thì đã được bán đây cho các bạn nhé, 65 triệu đấy. Con mẹ thì đang có bầu rồi, chợ thì cũng tan vãn hết rồi các bạn, thì cũng lắng rồi, chả còn gì chia sẻ cho các bạn nữa. Thì Tây Bắc TV xin tạm dừng video tại đây.
cảm mọi người rất là nhiều. Và chúc các bạn xem video ở trên kênh luôn vui vẻ. Và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Tây Bắc TV nhé các bạn nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.